Leon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Cái gì vậy? Không có nhảy xào ông ơi? Đi đúng không? Đó. Yếu, động tác ít, quý bị nghèo quá. Nghèo quá. Ờ, yếu quá. Tổ hợp yếu quá. Đúng là quải trả chủ. Đúng là quải trả chủ. Không, lại không, không, lại không, đây, lại đây. Trời ơi. Ủa? Dơ rồi, dơ. Ngày rồi anh. Ngày rồi anh. Đừng có thế. Mình chưa té đâu thôi. Hai chụp luôn, chụp đi. Ủa dữ vậy? Chụp, chụp. Trời ơi, sức thu. Khi cả 7 người cùng nhảy vào một ô và đứng nguyên trong vòng 5 giây, hô khẩu hiệu chương trình, các bạn sẽ thành công vượt qua thử thách. Nếu thất bại, các bạn có thể chơi lại nhưng sẽ bị thu phí 1 đồng tiền vàng. Hiếu, em nhảy đầu tiên, sau đó tụi anh ở ngoài này bưng ly quăng vô em chụp. Ok nha. Ủa sao ok nhanh vậy? Theo anh nghĩ là mình nên chọn ở giữa đi, bởi vì á cái này thì nó to quá. Ít điểm. Còn cái này thì nó khó lắm, cái này mà để 7 người đứng vô là rất là khó. Hay mình đứng mình ướm thử trước được không anh? Khó lắm. Thử đi, mình ướm chứ mình có nhảy đâu. Tao ướm cái này nè. Ướm mình đi. Thôi ướm này không được đâu, 7 người sao được. Này phải nhảy chồng với nhau. Chừng thôi. Không được. Nè bây giờ vô nè. Vô đây. Vô nè. Đứng thôi là thấy nè. Đó, không ra liền. Không được rồi, huống hồ gì còn nhảy vô nữa. Đúng rồi, không được đâu. Dạ. Thôi chưa hả? Anh nghĩ là phải sát sát mé nha. Thử hay chơi thiệt anh? Thiệt luôn chứ thử gì nữa. Má ngoài cùng đi. Ngay góc nha Hiếu. Ngay góc ok. Ừ. Có phải góc trái. Em đâu cần. Em lấy đà anh nhảy một chân cũng được. Ý là lấy đà sợ lắm. Ý là cái này nó dễ kiểm soát hơn anh. Chỉ cần mà qua cái vạch vôi màu trắng bên kia. Dạ. Là sẽ bị ấy đó. Bị thua đó. Đó nhảy đào nè. Trời ơi, hay quá. Hay vậy? Rồi, Huy. Em là thơ được xong em mong hiểu nè, không? Em sẽ ngay đây nè. Em ngay đây nè, xong Lâm ngay đây nè, xong Tuấn ngay đây, xong Đức ngay đây, xong anh ngay đây nè. Lâm nó như trong nước, nó hút của em bay đó. Đúng rồi anh. Em kiểm soát được cơ thể em không? Bữa này bữa kia. Anh chú đi, quay anh chú đi. Đây, chú bị. Hiểu, cái gì đỡ? Anh giữ ra. Thôi, giữ cao anh em. Giữ cao lên. 1, 2, 3, go. Ê chết rồi, từ từ. Chắc cái tập thể dục thể thao đồ ghê lắm mà đá banh đá ơ đồ. Thì em cardio mà em đi cardio mà. Bữa phạt đền đá không vô nhục. Sai chỗ nha, đó. Sai chỗ rồi. Nha. Đúng không? Nhảy gì mà gần vậy? Rồi Lâm ở giữa Lâm. Đây nè đó. Rồi giờ Lâm vui vô đây nè. Lâm nè. Bánh mì kẹt thịt Lâm ơi. Không có nhảy xào ông ơi? Đi đúng không? Ê,
Điên không? Được không? Điên không? Có điên không? Đều đứng này không? Điên không? Không được. Ủa ban đầu nó nhảy mà đâu ra nhảy sao? Cởi con trâu vô thì ok. Cởi con trâu vô thì ok. Được không chị? Nhảy cây được không? Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Nhiều khi em nhảy không vô cái cây này đập đầu thấy nó nữa. À, biết rồi. Lắm. Em búng ếch đi, búng ếch rất là nhanh luôn. Búng ếch kiểu này búng lên đó. Chính xác lắm. Em xong chưa? Không rồi, ủa? Em đừng có cầm dọc. Em cầm ngang đi. Đúng rồi, búng ếch đi. Cầm ngang á em. Ok, ok, ok. Cái gì nữa? Quay mặt bên kia. Cúi đầu. Hai đứa quay mặt bên kia. Là vậy được không? Vậy được không? Không được, không được hả? Không được hả? Thôi đổi môn đi, đổi môn đi. Đổi môn đi. Có cái môn. Rồi, thua. Không, em giỡn thôi, em thử thôi. Tại vì em thấy gì không vui. Các bạn đọc lại đây một đồng tiền vàng đi. Trời ơi, cũng anh không. Em tạm miếng hài chi mất. Ủa là mình 3 lần rồi hả? Một lần rồi đó, đã thua một lần rồi đó. Em tạm biết hề. Trời ơi. Em tạm biết hề. Trời ơi. Em hì quá. Hiếu, Hiếu, Hiếu. Hỗ trợ anh Hiếu ơi, hỗ trợ anh Hiếu. Đi cho mẹ em. Lên, lên. Đã, anh ơi, anh ơi. Hãy cứu tôi, cứu tôi. Anh ơi, quẹt, quẹt, quẹt. Ủa tự nhiên mất hết một lượt vậy? Cái đó giỡn thôi chị ơi. Em thấy hình yếu quá nên em làm cái cây này nè. Không, có xé nhá với chị, vừa rồi xé nhá với chị ơi. Đưa ta đi, đưa ta đồng đây mình chơi. Nạp lên đây đồng. Mình chơi đàng hoàng. Đây ạ. À. Rồi. Đây, okay. Bây giờ là hai bà này mở đầu là không hên. Ủa? Ủa? Tại đây không hả anh? Hai anh em mình đi anh. Em đi, em hên á. Đang áo đang đẹp cởi đang chi vậy? Giúp không? Dướng, dướng. Dướng gì em làm gì em nhảy cao không? Không, nhảy nó hít lên cái nách gì? Body người ta dây ngực, ngực đùi người ta đẹp, ta vu vu ra cái người đó mà thấy. Trời ơi, body bom chứ không phải à, thiệt đâu mà ấy. Lên em. Lên thiệt nha. Lên. Cố lên, kích. Đâu. Rồi. Đứt chân má. Đây. Yeah. Ok. Rồi, quay lại mặt hướng mặt trời. Rồi. Anh Giang đi, anh Giang chơi may mắn đi. Tưởng, tưởng, tưởng. Vô là vô luôn nha, không có nhích nha. Không nhích nha. Tới đi anh Tưởng ơi. Quái. Vô. Sao em không dừng lại? Nó đã. Ý là nó có cái đà, nó có cái đà đẩy em. Cái này là tha nha, chứ đúng ra là như vậy là thua đúng thôi. Đúng rồi. Phải đó mọi người. Rồi tha cú này. Quy, đưa lại lên. Ủa em hả? À anh Tuấn ơi. Anh đây. Kìa. Ừ. Em chỉ mạng anh đó. Chú lại. Chú ra, đúng rồi. Cản lực em lại. Đúng rồi. Hiếu đi làm luôn. Hiếu lên đi cưng. Em bên đây, em bên đây. Hiếu khoan khoan khoan. Hiếu khoan khoan khoan. Ủa gì vậy? Anh muốn cảm giác ở ngoài trước nha. Anh muốn trải nghiệm. Anh trước đi, anh trước đi. Em hướng nào vậy? À, hướng đây, hướng đây. Đứng đầu. Em bên đây, em bên đây. Ok. Đứng đầu hàng hả? Đúng, em muốn trải nghiệm. Coi cho mày trâu hút bây giờ. Ủa đi đâu vậy? Sao vậy? Trâu nó hút bây giờ. Trâu hút bây giờ. Trời, nó đá em cái cho chết luôn đó. Nó hút bây giờ khùng đi. Hay quá. Trời hay quá. Hay quá. Hay quá. Ủa? Sao em chụp? Ủa? Chụp tay anh chị vô nghĩa vậy? Vô nghĩa ơi. Giờ anh sẽ biết châu hút là như thế nào. Nhẹ thôi em ơi. Nhẹ thôi. Rồi, tới tôi. Quá nhẹ nhàng, có gì đâu mà căng thẳng. Quan trọng con bé kìa. Cái lỗ rồi. Em ơi. Ly ơi, chơi đi Ly. Vô em ơi. Dễ mà, nhẹ nhàng thôi cưng. Nhẹ hả? Ừ, có gì thì anh giữ lại cho. Chắc không? Chắc vậy ơi. Ê! 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 Ê
Hai ngày một đêm. Hai ngày một đêm. Tự do tự lo. Tội nghiệp mất tiêu con nhỏ luôn. Né ra cho nhỏ cái này đó. Hay quá. Tốn 6 người đi. Tốn 6 người. Okay, vô. Ok. Thằng kẻ anh ta ăn. Bỏ một mít ra. Không ăn được. Rồi. Vô, vô, vô. Vô. Rồi, tiếp. Trời ơi. Hai cục thôi. Hai cục. Có hai cục thôi. Rồi, tự gỡ đi. Bẻ đi em hồn luôn. Nó gần xin là trời ơi. Gắn lên, gắn đi, gắn đi. Gắn, gắn đi. Ra cho bác sĩ ơi. Gắn đi. Trời ơi chị ơi, mới đẻ đừng có đi đứng. Nằm im đi chị. Con tôi đâu, con tôi đâu. Ai, hai một bắt đầu. Bắt đầu. Đúng rồi. Sai, không bao giờ nhai được. Em tự lượng sức mình chứ bu cao ơi, cái miệng em phải miệng anh đâu. Từ từ. Đó, đó lắm. Thôi. Đừng miếng nhỏ thôi. Cắn đi bu, cắn đi bu. Đớt nha, đớt đớt. Cắn đi bu nha, nha nha. Ê, thèm chua là ăn chay nha. Đúng không? Chào mừng anh chua. Chúc mừng lên. Chúc mừng ơi. À, anh em hỗ trợ nè. Không sao. Ông cắn đi, cắn đi, cắn đi. Tôi biết nhỏ thôi, ca ơi. Cắn một cuộc chơi thì thua cả cuộc đời. Ủa có ai ăn chanh mà bị nhập viện không anh? Có nhiều chứ. Trời ơi vậy hả? Trời ơi anh Tuấn hỏi câu đó là chí mạng luôn á. Là có bị liệt luôn không? Liệt mà, cỡ phải nửa người chứ lên đó. Vậy hả? Những giọt nước mắt đã rơi. Vô. Ok. Vô. Vô. Đúng rồi, ăn lẹ nè, ăn lẹ đi học nè, đúng rồi. Đúng rồi, ăn cho mẹ. Đúng rồi, trộn kem nè. Với thưa vị, ngày hôm nay mẹ kem em rất là mới nha vị nha. Anh kem này là mình xức vô một cái là trắng tươi nha mọi người nha. Ôi bù ơi. U bóp, u bù bóp. Giỏi quá, hai chị em giỏi quá. Trời ơi, okay. Minh Tú quá là bình tĩnh luôn. Trời ơi, okay. Minh Tú quá là bình tĩnh luôn. Hay quá Tú ơi. Mấy có 3 tuổi mà ăn giỏi quá đi. Ủa chưa ăn hết mà. Hiểu. Dạ. Em tém vô cái gì mà anh hả cái là như là cái Rồi em dít vô đúng không? Ủa chưa ăn hết mà. Ủa chưa hả? Ủa chưa ăn hết mà. Ủa chưa hả? Dạ sao thiết kế cái máng xối nha. Hợp lý. Đẩy vô cái là vô. Chị thử ơi, cảm giác sao chị? Cũng bình thường. Sao chị điềm tĩnh quá vậy? Em ăn nước mắt nước mũi tùm lum hết vậy. Có sự trải nghiệm. Cuộc đời nó cay đắng nhiều đấy. Cuộc đời chị chua nhiều hả? Chua chát nhiều hả? Giờ dọn lên khoảng ký đi. Thôi ăn nhanh đi. Ăn lẹ đi chị, thoại quá. Rồi em vô đây, em vô. Vô. Sao bà bỏ lên hẹn? Giống trùng hồ ấy. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Dơ rồi dơ. Ngày rồi hả? Ngày rồi hả? Hiểu rồi. Đừng nói, đừng nói. Đừng nói, đừng nói. Đừng nói, đừng nói. Giỏi quá. Thì các bạn
Ghê quá. Trời ơi, bay rồi, bay. Bay rồi, bay rồi. Bữa ra. Không tốt thôi. Trời quá trời. Rồi, đẻ. Đẻ đúng cho Hiếu. Đẻ đúng cho Hiếu. Hiếu lên lên. Đẻ cho em. Em đi ra đi. Trời ơi, đồ ăn quên à. Trời ơi. Hết rồi. Bộ phận ghi tên bộ pháp viên đạo mà lụm trong cỏ ra xong bỏ vô miệng. Trời ơi, ghê quá. Quá mạnh, quá mạnh. Dứt, dứt. Thì là biết chết rồi. Xong rồi ạ. Thế vô ngồi đừng có bay ra đâu. Chúng tôi có yêu cầu ạ. Hãy đỡ cho chúng tôi hang voi cái được không ạ? Đúng rồi. Chứ chúng tôi toàn đực không bao giờ đưa hang voi đực tới nữa. Sao nay bự vậy? Sao nay dậm dở vậy? Trời ơi, đồn quá trời luôn á. Sao nay ghê vậy? Ta đập tạ mà, người ta đập tạ đẹp chứ phải nhìn tịch tạ với em đâu. Thế đập tạ sao vậy? Em đập tạ mà em không chịu khoe cơ, không dám khoe cơ. Trò chơi của chúng ta có tên gọi là chọi voi, chọi hổ. Chọi voi, chọi hổ. Sáu cast sẽ trong bài những chú hổ và chia cặp ra để đấu với cặp voi là hai khách mời. Cặp hổ và cặp voi sẽ cổng nhau và thắng thua sẽ được quyết định bằng việc ai bị giật mũ ra khỏi đầu trước. Nếu đội nào ra khỏi vòng tròn thì quay trở lại để đấu tiếp. Ở dưới làm nền thôi đó. Ở dưới là cần những người tập tạ như em á. Đó em hiểu đó mà. Ủa sao mình không chơi giống như thời xưa đi? Cứ thả ra rồi sắp lá cà hết luôn đi. Đúng rồi. Đó, thì em muốn vậy giống như người xưa vậy đó. Xưa em nghe là 5 con hổ đánh với 1 con voi mà. Rồi. Đúng rồi. Em nghĩ vậy cân công bằng. Tụi em hứa tụi em sẽ ăn từ từ. Bây giờ các bạn đã rõ luật chơi chưa? Rõ rồi. Đóng tụi bạn chứ thực. Qua bên đây à, qua bên đây à. Đây vậy nè, tức là ở trên là được giật, giật ở trên, giật ở trên là chuyện ở trên, ngồi dưới phải vững. Mình có chơi thật bàn không? Không có, không có sự lựa chọn. Không, mình cũng giao bộ bàn chơi thật chó sang. Luân, Luân, voi à, tự trọng voi à. Sao, chiến thuật sao? Sao, chiến thuật sao? Tự trọng, này. Đi ra kia đi. Rồi. Nói về game thì bộ đôi game thủ chúng tôi sẽ vào trước. Thưa hai anh, em là bị gãy hai cái vai. Anh bị gãy chân. Chưa đấu mà thấy bệnh nhiều quá. Bộ đôi game thủ chúng tôi sẽ làm nên một cơn địa chấn. Gầm một tiếng coi. Hai, ba. Go, 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 go. Chán chê quá trời luôn. Hai đó. Thấy người ta làm nhục chưa? Nè nè, ổ con voi gì mà ư. Ổ con voi gì mà ư. Hai, ba. Gặp đàng hoàng coi. Nè nè, hai, ba. Trời ơi. Rồi. Mất niềm tin vô đội luôn. 3, 2, 1. Ây da, địa điểm. Gì vậy? Gì vậy? Sao nhảy lên bất ngờ vậy? Không có cảnh báo gì tỷ vậy? 2, 3. Ừ, đó. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ê, ê, ngồi đi em. Vâng. Mình nói chuyện với đi. Mình nói chuyện với đi. Điêu đi. Bây giờ Chris đang bị thương chỗ nào? Dạ Chris em đang bị thương vai trái. Vai trái, vai phải có bị không? Dạ bị luôn. Ok, qua vai trái nữa đi. Ê. Ừ, nó đấu thì nó nói quá, nói
nó tuổi. Đây đúng rồi nào, đây nè. Cái gì? Bây giờ anh sẽ mời hai đứa đi ăn. Anh sẽ cho hai đứa uống cà phê luôn. Anh chọn là miễn phí luôn. Đây, khác mày đang bị chơi tâm lý đó. Bên đó ba cặp, à, mà tao cổng hồi mày thương thảo hồi lát hồi sau tao đấu nổi hai cặp kia. Chết cha. Đúng vậy, đúng vậy. Thôi. À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ơi, 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 ơi. Quất, quất, quất. Trời ơi! Hiệp 1, đội voi thắng. Đấu chưa? Này là thử không hả? Ủa chơi rồi đó hả? Rồi xong rồi. Ủa trời sao không biết em một phát đi luôn rồi? Đó mọi người, đó là làm cho bên này thắng là vậy đó. Đó chỉ là xé nháp thôi. Rồi lại nè. Bắt đầu nha. Đó thì em bắt cháu thôi. Khán giả hiểu, khán giả hiểu. Thật sự vừa rồi chúng tôi muốn làm dạ cho rõ ràng thôi. Ý là ví dụ cho khán giả hiểu thôi. Rồi Huy nó ghét mất lượt. Ủa? Rồi rồi, rồi về đi. Em với Giang đi hả? Dạ. Coi anh Giang nè. Coi anh Giang nè. Mấy đứa con Giang nè. Tụi em là game thủ của làm gì hoành mệt. Mệt chưa hoành mệt. Chưa. Không phải là điên dạy. Anh chị chút xíu cho em nghỉ thôi. Xíu thôi. Mệt lắm. Tất cả là con cọ. Mệt mỏi quá, tao muốn đột quỵ. Mệt chưa? Mệt chưa? Chưa. Mệt chưa? Thấy kia. Bây giờ đội hổ có thể, anh Lâm có thể cổng, nhưng mà anh đừng có đưa cái miệng ra được không? Có đưa cái miệng ra được không? Thôi vậy. Em sẽ bị phân tâm. Bắt đầu chưa? Lên 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 lên. Rồi ok. Thôi dễ dàng, tôi không có thế đâu. Bắt đầu. Thế. Chưa, chưa. Tôi mệt. Wow. Ê, anh đừng có thế. Ê, cố lên, cố lên. Cố lên, đúng rồi. Ai giờ không được đâu. Bên kia té cũng thua, bên kia té cũng thua. Bên kia té cũng thua. Điệu á. Bên kia té cũng thua thôi. Hay, hay, chụp luôn, chụp đi. Làm ơn, làm ơn. Rồi. Hiệp 2, đội voi thắng. Trời ơi. Đánh em nè, đánh tụi em nè. Vô. Hay lắm nè. Tưởng gì không? Tưởng gì ghê. Đánh không đủ đánh. Gọi làm gì này chứ? Cho mất sức vậy. Cái gì ta không quyên. Gào. Nó làm có thế mà đâu vơ được. Mà nó mệt anh. Không phải. Không. Vơ cái là dễ té lắm. Xong ra gào gào hồi mệt lắm. Mà nãy nó mệt anh. Nó đi hủ quyền thôi, có vậy được. Đấu liền đi. Hiệp 3. Đúng rồi. Bắt đầu. Tuấn ơi, cố lên nha Tuấn ơi. Anh nắm đầu đó. Mày cũng dài đó. Rồi, nắm giỏi đó.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Có sao mà Hiệp ba đội vôi thắng. Ủa, sao mà em gì vậy? Ê, trời ơi, ăn cho bốn không? K.O. Ủa sao không? Ủa sao nó kéo cái té hay vậy? Thằng heo nó mất chớn. Trời ơi. Nó kéo cái tay vào cái té thôi chứ sao đứng nào. Xin lỗi mọi người. Cho tụi em một hiệp nữa được không chị? Bây giờ đây em lại một lần nữa đi. Người ở trên của em nãy bị nhu nhược quá. Không em phải, sẽ cầm này không có thế. Đúng rồi, là anh mập quá. Cho em ở dưới đi. Bắt ngồi trên thì đâu có thế đâu. Đúng. Bây giờ cho Lâm cộng hai em nè. Đúng, cho em cộng kìa Minh Tấn. Chúng tôi sẽ cho các bạn gỡ gạc danh dự của những chú hổ 2 ngày 1 đêm bằng cách là cho các bạn thêm một trận đấu nữa. Nhưng trước tiên chúng ta phải hỏi ý kiến đội voi à, các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý. Từ từ, sao mà dễ dãi vậy? Sao? Lại nghe đồng ý được không? Có nghĩa là bây giờ mình đang là người trên kèo rồi. Đúng vậy. Bà phải có giá trị của người trên kèo. 5 triệu. Cho chúng tôi hỏi, bao nhiêu? 5. 5 triệu. Bao nhiêu năm? 10 triệu, chơi bắt đầu đi chị. Xin mời các chú hổ không đấu lùi về phía sau ạ. Trời ơi, cái gì hổ phế nhá. Ai sẽ tham gia đấu trận danh dự này ạ? Tôi. Anh Tuấn Vinh làm đi. Để em cho. Cái bộ cho nó ghi ly kì gây cấn chút xíu. Gừ 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 đâu. Con khỏe khỏe gì? Kè nó. Mà sao? Đấu đi. Lên. 2, 3. Vô nè. Bây giờ 6 người cho tạo dáng luôn. Vô nè. Bây giờ 5, 7, 1, 2, 3. Trời ơi. Thua rồi, cái dáng này thua không thấy hả? Cái dáng này thấy thua, dáng nữa đi. Không, cái dáng thắng đâu, dáng thắng đâu. Đây, mảnh hổ xuống núi. Không, dáng nó thật ảnh. Trời, cái đó là thầy ta rồi. Vô đi. Vô. Trời ơi. Hổ quyền nha. Hổ quyền. Xong chưa? Hổ quyền. Yeah. Đây là hổ quyền. Đây Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Giới thiệu. Đội tôi là Voi. Voi là tượng. Đây chiến tượng. Đây bức tượng. Đây bức tượng. Chơi đi con. Chơi lẹ. Miếng nó hơi rớt. Khúc này cắt giùm em nha. Thua rồi, bức tượng nha. Ôi sao? Mới lên mở kêu nặng quá rồi, thua rồi. Cho anh thắng cả đi. Vâng, rồi, ok. 3, 2, 1, go. Bắt đầu. Rồi, ok. Thấy sai thật rồi, mới mặc em vậy. Mày nhỏ tuổi hơn anh đó. Em nhỏ tuổi anh mà. Em nhỏ tuổi hơn anh. Đúng, không. Để anh chút xíu đi. Thà chết vinh hơn sống nhục. Đúng. Đi. Đi đâu? Đi. Rồi đây. Cắt được rồi. Được gài lại, được gài lại. Mà chưa hết đúng không? Đúng rồi, đâu được. Thêm luôn. Rớt. Ra ngoài. Tử vô tiếp tục. Vô tiếp. Đây. Em né không mà làm sao? Hiệp 4, đội voi thắng. Ủa sao nó chắc vậy? Chắc rồi. Còn lấy kéo. Ôi cái này chắc lắm. Đúng như tôi vậy đó. Đội tôi tiếp tục thua. Thôi thua rồi đó. Ủa
thua luôn hả? Thua đi, thua đi. Nó giỏi quá, thua đi chị ơi. Bây giờ mình sẽ bị hình phạt. Mình nghĩ cái mình bị chửi. Để cho em lên đi. Ừ, em đi. Bà vô bà. Bà làm sao rồi chửi tụi tôi. Ủa anh chi vậy? Ủa? Tự nhiên anh lộn vòng vậy? Ủa sao em xíu vậy? Sao ai đẩy nước em lên? Anh Giang, anh Giang. Anh Giang giúp nước em. Không quá. Rồi, các bạn nha, 1 gói hả? 2, 3. Đi. Trời ơi, dễ lắm. Trời ơi, anh Giang ơi. Anh định cho em gãi mũi à? Em không chết. Trời. Trời ơi anh ơi. Trời ơi. Trời ơi, nếu mà đừng chết. Đi rồi. Xin biệt cô. Rồi, thời gian 10 phút dành cho các bạn chuẩn bị. Ủa mình phải bò. Vô tự do đúng không? Ê, cái dây người ta xung ra xung vô được đó. Anh nhìn cũng sợ á. Nhìn cũng quảng á. Rồi. Thời gian 10 phút bắt đầu. À chứ, Quy. Nhìn mặt mạnh quá vậy. Anh Quy hả? Xin mời. Wow. Whoop. Whoop. Chết rồi. Trời số ơi, sao? Quýnh văn xương chậu em anh ơi. Nè anh. Em ơi, động rộng xíu em ơi. Ai? Đập, đập. Đập. Trời ơi, tốt để tính lại. Chris Fan, vô. Ủa, ủa nãy gì vậy? Hay quá đó ơi. Mập. Mập. Mệt. Để đứng lại. Trời ơi. Tự nhiên người ta quay ở trên mà ổng nhảy ở trên luôn. Ừ. Trường Giang vô. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Hiếu vô. Chạy. Yeah. À. Rẽ nhà nhã này bạn ơi. Tại vì người ta thu dây làm được đó. Sát vô. Nhìn em, nhìn dây chạy. Nhìn dây chạy. Kiều Minh Tuấn vô. Trời ơi, này gặp tôi là chết Kiều Minh Tuấn liền thiệt luôn á. Thôi ấy quá. Ấy gì? Thôi ngắn quá. Vô đúng rồi. Trời ơi. Tức quá. Yếu nghề. Rồi Dương Lâm vô. Lâm ơi, mạnh lên đi. Tôi thích mạnh lên. Ủa dữ vậy? Chụp. Trời ơi, sao tự nhiên làm khó vậy? Dại dột quá. Trời ơi, kiếp đè đầu cửa cổ em vậy? Học ngu. Hồi nãy giờ tôi chưa được cái nào nha mọi người nha. Rồi Trường Giang vô. Trời ơi. Dựa. Ê. Chris Phan vô. Chris Phan vô. Hay. Hay quá.
Kiều Minh Tuấn vô. Em ơi, cho anh ấy cái đi. Nhỏ này. Hồ Kiến Huy vô. Trời ơi, hay quá. Trời quá. Ủa, ủa, ủa. Ủa. Trời ơi, ủa, 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 ủa. Trời ơi. Trời ơi, bị trứng rồi. Trời ơi. Người ta thường nói là đất lành chim đậu. Giờ đất lành rồi. Đất không lành đất nhậu luôn chim. Đất không lành đất nhậu luôn chim. Rồi, Dương Lâm vô. Mạnh lên đây, tôi thích Mạnh đó. À, con này láo. Nè. Lửa, lửa ra, lửa ra. Thu lại. Lửa. Thu lại. Lửa. 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 Đi chợ, đi chợ. Trời ơi, tôi thắng vậy hả? Được. Người ta nhìn thấy em mà. Người ta nhìn được kìa. Em phải để ý người ta. À. Anh chơi bao nhiêu lượt mà anh à? À, ai biết đâu. Trường Giang vô. Trời ơi trời, cái tay này. Trời ơi trời, này, 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 này. Hiểu. Phủ ơi, phủ ơi, chứ mạnh vô phủ. Ủa, làm sao chúng được ủa. Nè, chạy silo nè. Chạy silo nè. Ủa sao kỳ ta? Chạy silo hả? Không biết, không hiểu tại sao. Rồi, bớt buông ly. Nhớ, ok. Trang suýt thôi. Trang suýt dàng thôi nha. 3, 2, 1. Vô. Vô. Đúng rồi. Đi qua Singapore đi. Hay vậy ta? Ly hay quá, Ly chơi giỏi hả? Cho em một lần đi, em chưa có. Thôi kệ em, xong rồi. Cho Dương Lâm vô lại luôn. Ủa? Em ơi, dở. Yếu quá. Yếu nghề. Chơi dở quá. Mạnh lên đi, tôi thích mạnh lên. Lửa, lửa ra, lửa ra. Thu lại. Lửa. Rồi, Ngô Kiến Huy vô. Anh nè, em nhìn ai vậy? Em hận tôi hay gì? Mà anh chơi vậy? Giúp, giúp. Anh phải nhanh lên. Ê, bây giờ tôi đề nghị chương trình là anh đổi với anh đi. Để nó sầu riêng vô chơi. Rồi, Chris. Chris, vô Chris. Rồi, dính rồi. Dướng rồi. Trả lại. Bây giờ là lượt chơi đồng đội nha. Bây giờ Kiều Minh Tuấn với Trường Giang vô một lúc. Trời ơi. Hay vậy. Rồi Ngô Kiến Huy với Phương Ly vô một lúc. Em ơi. Dạ. Em hiểu không? Ok, okay. Làm sao anh còn không hiểu luôn á. Trang ship. Chỉ trên xích thôi con. Hey. Hey. Trời ơi. Hay quá trời con bé. Ba người còn lại. Vô. Hey. Anh ơi, anh làm cái gì vậy? Anh ơi, anh làm cái gì vậy? Anh quên. Cái gì mẹ tôi không vậy? Đúng rồi, đổi đi. Hiếu, Hiếu ơi. Hiếu ơi, đồng vợ đồng chồng. Hiếu nhìn dây, Hiếu ơi. Nhìn dây. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Ủa, có hỏi của nó hả? Hiếu ơi. Hiếu ơi. Bóp. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Bóp. Rồi, Hiếu dính rồi. Trời ơi.
Từ khóa đầu tiên, siêu nhân. Lên truyền thống nha, truyền thống nha. 3. Truyền thống là gì? 2. 1. Rồi, chấp nhận. Wow. Yeah. Yes. Nàng tiên cá. Rồi, truyền thống nha, truyền thống nha. Truyền thống nha, truyền thống nha. Truyền thống, truyền thống. Là được không? Truyền thống sao? 2. 1. Một. Wow. 2. Một. Bà này tiếng gái gì có cặp giò mà đứng. Con bé Jenny này không có tuổi thơ. Rồi tự nhiên nàng tiếng cá mà đứng vậy. Rồi tự nhiên nàng tiếng cá mà đứng vậy. Ủa mà cái này là bán rồi, có chân rồi nên gặp hoàng tử rồi. Bán cái đuôi rồi, lúc đó là có chân rồi. Đây là cái hình ảnh là tiếng cá là ngồi trên cục đá rồi đưa cái đuôi ra. Chúng ta tiếng cá nào mà đi bán phải giải thích là bán cái giọng hát rồi. 2 ngày 1 đêm. Dạ trời, có gì đâu đã, có gì đâu. 3, 2, 1. Có mình làm có một mình Lê Dương Bảo Lâm sai thôi. Trời ơi, sao sai? Em sai là ngón tay phải là hai ngón. Ủa, làm bao nhiêu lần rồi anh Lâm? Em có thật sự là tham gia chương trình thì không? Em lúc nào nói dù buồn thì vui, dù buồn thì vui rồi em làm sao? Ủa, được, là 2 ngày 1 đêm. Đâu, 2 ngày 1 đêm, tay phải chứ chưa? 2 ngày 1 đêm. Đúng rồi. 2 ngày 1 đêm. Nhưng mà có sao đâu, này là lấy đa số mà. Lấy đồng lòng hết luôn á. Không lấy đa số gì á. Không, nhưng mà ý là du di tay trái tay phải được. Tay trái được. Nhưng mà anh này tôi không du di nữa. Trời ơi, tao thích du di. Ôi trời ơi. Tao tổ chức bà, tao ban tổ chức bà. Trời ơi, bà tổ chức mà không du di như vậy. Là ban tổ chức mà. Rồi, bây giờ từ khóa tiếp theo. Quải cả trưởng. 3 2 1. Một. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh thêm chiếc chuẩn. Giờ làm lại tập luôn đi. Rồi, tập lại cho đẹp coi. Đúng là quải cái chuẩn. Quải cái chuẩn. Đó. Yếu, động tác ít quý bị nghèo quá. Nghèo quá. Ờ, yếu quá. Tổ hợp yếu quá. Đúng là quải cả chuẩn. Đúng là quải cả chuẩn. Không, lại đây, lại đây. Ok, lại đây. Quải cả chuẩn. Rồi, rồi, lại, lại. Làm lại chữ quải coi, nghe em rõ. Gì? Thử cái chữ quải coi. Quải cả. Làm lại động tác. Quải sao? Đúng là. Chào quải cả. Đúng là. Quải cả. Em còn phải học mà. Đau ruột thừa mà. Đúng quá. Xì lô. Đúng là nè nè. Theo lời anh nè, theo lời anh nè. Ok. 1, 2, 3. Đúng là quải cả trưởng. Làm cái này không có năng lượng, không có súng. Đúng rồi. Nhanh lên nha. Anh nhập nhanh nè. 2, 3. Đúng là quải trưởng. Đúng là quải trưởng. Ủa? Ủa? Ủa sao nhanh vậy em? Nhanh vậy? Nó được bây giờ. Trời. Anh ơi, anh làm mộng trâu chạy luôn á. Trời ơi, trâu ơi, trâu ơi. Rồi, không thành công nha. Rồi bây giờ từ khóa tiếp theo. Con trâu. Truyền thống nha. Truyền thống đi. Truyền thống. Rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu truyền thống rồi. 3 2 2 3 1 Ủa? Ủa, tụi chuyện trâu. Ủa, chuyện trâu. Tiền hả? Tiền hả? Trời ơi! Con trâu là tạo hình con trâu! Cái tưởng hồi nãy kêu ai con trâu? Ờ! Hồi nãy bà nãy giao đãi ban đầu là kêu Minh Tuấn là con trâu rồi! Trời ơi! Trời ơi! Chơi tạo hình mà! Tưởng hỏi trong dàn cát ai giống trâu nhất? Đúng! Vậy thì chơi, chơi con khác đi! Ừ! Con gì anh? Con điên! 2, 3! Ủa rồi em có chơi không? Có. Nó cười quá vậy. Nãy là con trâu sao? Là chị không làm. Nãy làm con trâu sao? Con trâu sao em?
Ủa em mở vô lúc đầu vậy? Lúc đầu em nói em quý anh lắm mà. Hiếu là dù gì cũng nửa mùa đầu nó mới hư, còn em mới vô mới có một tập em hư rồi. Anh được cộng đồng công nhận rồi. Sao vậy? Rồi bây giờ từ khóa tiếp theo. Hoa hậu, hoa hậu. Đó, trời ơi, truyền thống thôi. Truyền thống nha. Cái gì nữa? Truyền thống sao vậy? 3, 2, 1. Cái này con trâu. Cái này con trâu. Ủa sao giờ em làm con trâu vậy? Đội vương miện chính mình. Anh thấy cái động tác này không? Không ai đội gì hết. Không có đâu, đây là vương miện. Hoa hậu là sau khi đã đeo sát như này, cứ là vương miện lên là đứng ta là gì nè. Đúng rồi, thì người ta chào nữa, ta chào như này, đây nè. Đó, thấy không? Ta chào vậy nè. Mà không đi, mà không đi chuyển là vương miện chứ đúng không? Đúng rồi, em vương miện mà. Em nào sao? Em làm này. Nè, đúng rồi nè. Em làm này nè. Hỏi sáu. Điện thống, điện thống nha. Điện thống, điện thống. Điện thống. 3, 2, 1. Bà thảo gì vậy? Bà thảo gì vậy? Quýt sáo đúng rồi. Em ơi, cái đó quýt sáo. Quýt sáo em ơi. Cái đó quýt sáo chứ mày thổi sáo bé. Cái sáo là giờ mình nè. Ừ. Còn cái nào thổi tiêu là để ra phía trước nè, cái tiêu là thổi trước. À. Nè con sáo, cậu này là em tưởng quýt trời hiu, quýt trời hiu. Rồi bây giờ dễ nè. Dễ đi. E thẹn, e thẹn. Rồi. Trời ơi, quá dễ. Truyền thống nha. Truyền thống hả? Truyền thống nha. Nè. Trường dạy nè. Trong trường nha. Trong trường nha, trường lớp đàng hoàng nha. Ủa em đâu có đi học. Ủa em không có đi học. Trong trường. Em nói với anh là em tốt nghiệp đại học kinh tế. Không, ý là trong trường là trường. Trường em đi, trường em đi. Trường em hả? Trường em đi. Của em á. Ai trường nấy đi. Rồi mỗi người mỗi trường. 3, 2, 1. E thẹn. E thẹn. Anh ăn cắp đồ của ai hả? Anh ăn cắp đồ của ai hả? Cái gì? Anh dòm nhà người ta mà anh eo thẹn. Trời ơi, bác tiểu thôi, eo thẹn là mở cửa đem nè. Mở cửa đem nè. Nè không có, bây giờ em ngồi xuống đây, em ngồi xuống, em quỳ xuống đây nè. Rồi, em làm lại coi. Anh rình người ta cắp rồi đó. Anh rình người ta tắp. Ủa vậy hả? Anh rình người ta tắp. Bác tiểu thôi. Nè, em ngồi xuống đi. Đó, em nè. Rồi. Anh nhìn người ta tao không rồi. Mọi người nhầm ơi, em thẹn nè. Đây 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 để cho mọi người coi Gen Z là như thế nào. 2 3. Chết Gen Z rồi anh ơi, mình là Gen gọi là đó, Gen Gen trội rồi. Xin lỗi nha, tụi anh là Gen lặn. Xin lỗi nha, tụi anh là Gen lặn. Anh không làm được. Ý cái đó là cái nghĩa gì? Giải thích hai ngón tay rồi gì hết. Kiểu ngại ngại á. Ngại nó. Mà giống giống như ngày xưa là bị chửi nhiều quá thì hay dày dày nè. Không, đó bị đó ngại ngại ngại. Chỉ khoa học chứng minh rồi, cũng ví dụ như gạch gạch với người ta. Đói bụng. Truyền thống nha. Truyền thống nha. Truyền thống gọi là minh họa nha. Minh họa nha. Minh họa nha. Minh họa nha. 2 3. Đấy là đau bụng mà. Ôi đen no mà. Em ơi, em hóp vô em có bầu rồi. Em ơi, em hóp vô em có bầu rồi. Đói rồi phải mà. Đói rồi phải mà. Người nè. Anh xin cơm. Xin cơm. Đó xin cơm chị. Ông ở đâu vậy không biết nữa. Đi em phân tích cho. Như vậy á, hành động như vậy á dễ bị lầm tưởng là đau bụng. Còn nếu mình để giày á là xin giấy, em để giày là xin cơm. Đúng không? Hay quá. Phải phân tích này. Hay thiệt. Đây là một cái nhân vật mà tôi tin là gen nào cũng biết nè. Thủy thủ mặt trăng. Hả? Trời ơi. Rồi chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Hey. Yeah.
Ủa bà bên nào? Bà canh nè. Nè, nè. Vậy đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Nè bây giờ là biến hình một phát là quay lại. Rồi lên đây động tác này đi. Em cũng na ná chứ. Rồi coi kết quả đi ha. Các bạn được một đáp án đúng. Các bạn được một đáp án đúng. Chạy cho tụi em chơi cái một nữa đi. Bây giờ để thử thêm lần nữa coi nha, để coi có tìm được cái sự đồng lòng nào ở đây không, chứ thua là các bạn thua rồi đó. Cho Giang chọn luôn. Giang chọn, Giang tự hô luôn. Cái này dễ, cái này mà không biết thì đừng có làm nghệ thuật nữa. Cái này dễ, cái này mà không biết thì đừng có làm nghệ thuật nữa. Hả? Chơi lớn gì? Lớn quá vậy. Áp lực quá. Chuẩn bị nha. Ừ. Đây là một cuộc gặp gỡ của hai người, một nam một nữ. Mình sẽ làm người nam. Mình sẽ làm người nam. Ok nam. Ngửi trên lầu, ngửi dưới đất. À, em biết rồi. Romeo Juliet. Ok. Mình làm Romeo nha. Coi như là em là Juliet đi ha. À, thế. Rồi, hướng về đây ha. Đúng rồi. Sợ chưa? Chưa có coi cái này. Romeo Juliet. Đây. Rồi. Chuẩn bị. Ai đưa lối cho chàng tới đây? Em ơi. Ai đưa lối cho chàng tới đây? Em ơi, thổi cổ điển giùm em, thổi đời quá. Ai đưa lối cho chàng tới đây? Ủa, sao vô dây nữ hay quá ha. Ủa, cổ điển xíu. Cổ điển hả? Cổ điển xíu. Em thổi bị chợ quá. Coi. Ê. Nhẹ nhàng thôi được rồi. Để em thử nha. Ok. Ai, thoải hơi ra. Ai. Ai. Đúng rồi. Chàng tới đây. Ủa, Ly, hồi nãy tập ngon lắm Ly. Nãy tập ngon lắm. Thiệt hả? Hay ngon lắm. Kêu xa lên, dáng người em kêu xa lên. Đúng rồi. Giọng quý sẽ tập lâu, đúng rồi. Ai? Thôi em nín luôn đi, Bây giờ em nói làm, anh làm tiếng cho nha. Được. Ok. Anh này, chéo chân 2, 3. Ai? Ai đưa lối cho chàng tới đây? Đây con rồng ha. Thôi kệ đi, tự đi. Rồi, 1, 2, 3. Cái lúc này là uống thuốc độc rồi đó. Cái gì vậy? Em nhớ mỗi phân đoạn này à. Phân đoạn nào? Em ơi, đoàn kết. Không có nhớ em rồi. Cái lúc này là uống thuốc độc rồi. Em tạm biến hề phải không? Không có nhớ phân đoạn này. Cái đoạn đó là đứng từ dưới đừng nhìn lên cầm bị kiếm người ta trái đứng như vậy nè. À. Chưa coi. Đó. Không có coi. Thôi giải tán đội em ơi, không ổn à. Khán giả thông cảm cho tụi em nha. Em tưởng là em đến đây là có mình em cũng hơi lạc lạc tí thôi. Chứ là mọi người cũng không có ấy lắm hả? Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOON.